Xin chào quý vị khán giả, xin kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Và sau đây là thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía bắc tỉnh Tây Ninh gồm huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 94%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, gồm huyện Bến Cầu, Gò Châu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa nhỏ, ngày nắng gián đoạn, do đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 92%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi, đêm nay và tối mai có mưa, mưa rào, ngày nắng gián đoạn, do đông đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 89% khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ, độ ẩm 92%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 92%. Cảnh báo mưa dông có thể kèm theo gió giật mạnh, lốc xét, cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân. Mực nước cao nhất tại gò chầu sông Vàm Có Đông từ 0,95 đến 1 mét. Và bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. vị, thông tin từ Vietnam Airlines cho biết, quý 3 năm 2023, Vietnam Airlines Group khai thác gần 40.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 6,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt gần 60.000 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ. Việt Nam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất quý 3 năm 2023 hơn 23.750 tỷ đồng, gần 1 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức doanh thu quý cao nhất của hãng từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 đến nay. Mức doanh thu đầy về gần mức thu bình quân mỗi quý năm 2019 trước khi có đại dịch. Kết quả khả quan trên được Vietnam Airlines lý giải do thị trường vận tải từng bước phục hồi và hãng chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn và dài hạn, như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ. Nỗ lực này cũng đã giúp mức lỗ quý 3 năm 2023 giảm so với quý 3 năm 2022 tuy vậy hoạt động kinh doanh vận tải vẫn chưa cân bằng được thu chi do thị trường quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn đặc biệt là các thị trường trọng điểm như trung quốc nhật bản hồng kông đài loan các yếu tố chiến tranh rủi ro tài chính và chi phí đầu vào như giá nhiên liệu tỷ giá lãi suất vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh Việt Nam Airlines cho biết đã hoàn thành đề án cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và báo cáo cổ đông cũng như cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Vietnam Airlines, trong quý 3 năm 2023, hãng đã triển khai nhiều chương trình dự án quy mô lớn. Vietnam Airlines là hãng hàng không có trình độ kiểm soát và thực tế thực hiện an toàn ở mức cao trong hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA kỳ liên tiếp duy trì đạt chứng nhận an toàn khai thác IOSA lần thứ 10 trong suốt chặng đường gần 2 thập kỷ kể từ khi là thành viên của IATA, đạt mức chủ động 4.0 trên thang điểm 5 về văn hóa an toàn và được Ally Racing đánh giá mức tối đa 7 trên 7 về cấp độ an toàn bên cạnh đó Vietnam Airlines liên tiếp được trao tặng những giải thưởng quy mô khu vực và toàn cầu như hãng hàng không hàng, hàng đầu châu Á về hạng ghế phổ thông, hãng hàng không hàng, hàng đầu châu Á về bản sắc văn hóa, hãng hàng không hàng, hàng đầu châu Á về dịch vụ phi hành đoàn và hãng hàng không hàng đầu châu Á về tạp chí trên không của World Travel Award năm 2023, top 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới của Airline Racing năm 2023, hãng hàng không quốc tế năm sau do tổ chức The i Passenger Experience Association trao tặng, hãng hàng không đưa ra đóng góp giải pháp phát triển bền vững mạnh mẽ nhất do Liên minh hàng không SkyTeam trao tặng. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.